Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thuận Quang. Tiếp tục ở trong cái chuỗi video về xử lý những cái lỗi hay gặp khi các bạn sử dụng thao tác đối với phần mềm AutoCAD. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một cái cách khắc phục một cái lỗi mới mà mình thấy khá là nhiều bạn mắc phải khi mới tiếp xúc với AutoCAD và cảm thấy nó rất là hoang mang. Vâng, cái lỗi mà mình đang nhắc đến ở đây đó chính là cái lỗi cái đường tròn nó bị tiêu biến thành một cái hình dạng hình đa giác. Cái lỗi này nó được biểu hiện như thế nào thì các bạn có thể là quan sát ngay lên trên cái giao diện phần mềm AutoCAD, mình sẽ thể hiện nó ngay sau đây. Đôi khi trong những cái bản vẽ của các bạn đúng không ạ, nó sẽ có chứa được những cái hình tròn hoặc là cái hình cung ARC, lệnh tắt là A, và sau một cái khoảng thời gian làm việc hoặc là khi các bạn làm việc với một cái file, các bạn lưu lại file rồi đúng không ạ, và các bạn mở lại file và làm việc với một cái khoảng thời gian sau đó thì nó sẽ xuất hiện ra một hiện tượng như sau. Đó là cái hiện tượng một cái đường tròn nó sẽ bị biến thành một cái hình đa giác giống như thế này, một cái cung tròn cũng tương tự như vậy, tức là cái cạnh nó không còn được mịn như khi các bạn mới vẽ nó ra như thế này. Ok, vậy thì cái lỗi này thì nó chỉ là về cái chế độ hiển thị, tức là cái giá trị các bạn thiết lập về cái độ phân giải ở trong phần mềm AutoCAD nó cao hay thấp. Khi mà các bạn thiết lập về cái giá trị đấy nó càng cao thì nó càng mịn. Khi mà thiết lập cái giá trị độ phân giải nó càng thấp thì nó sẽ đưa trở về với cái dạng đó là hình đa giác như thế này. Có nhiều bạn có thể biết rồi thì đó là cái hình nguyên gốc của hình tròn đó chính là một hình đa giác đều đúng không ạ? Và khi mà những cái điểm, những cái đỉnh của hình đa giác đều nó cứ tăng lên đúng không ạ? Tức là cái khoảng cách giữa các cái cạnh này nó được thu hẹp lại thì các bạn sẽ nhìn thấy ở dạng đó là đường tròn rất là mịn như thế này. Rồi ok, và khi các bạn gặp những cái trường hợp như thế này thì các bạn muốn nó quay trở về với cái hình nguyên bản đó là hình tròn thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn, mình sẽ đưa ra hai cách khắc phục dành cho các bạn. Cách số 1 đó chính là cách khắc phục tạm thời. Các bạn có thể là sử dụng cái lệnh sau, đó là lệnh ERE. Tên đầy đủ nó là lệnh Regen. Các bạn có thể là gõ Enter. Thì ngay lập tức thì cái hình này nó cũng đưa được với trở lại về với cái hình dạng nguyên bản khi bạn mới vẽ nó đúng không ạ? Rất là mịn. Các bạn sử dụng lệnh RE cách. Ok. Ngoài cái việc gõ lệnh thì bạn có thể là đi theo một cái cách, đó là đi theo đường dẫn. Thì cái lệnh này có nguồn gốc xuất phát từ đâu? Đó chính là trong cái tab view. Cái tab về quản lý về hiển thị trong phần mềm AutoCAD. Ở tại đây nó chính là tên lệnh Regen tại cái dòng thứ hai đây. Đối với phần mềm mình đang mở là phần mềm AutoCAD 2015. Lệnh Regen. Ok, các bạn có thể là vào đây chọn Regen hoặc là gõ lệnh RE. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái cách khắc phục tạm thời, bởi vì là sau một quá trình làm việc tiếp tục thì có thể là cái hiện tượng lỗi hiển thị này nó vẫn lặp lại. Vậy thì làm sao để khắc phục được cái hiện tượng này một cách triệt để thì mình sẽ đưa ra một cái cách thứ hai dành cho các bạn, đó là thiết lập ngay về cái giá trị độ phân giải hiển thị trong phần mềm AutoCAD nó mang một cái giá trị cao hơn. Và để thiết lập được nó thì các bạn hãy gõ cho mình cái lệnh sau, đó là lệnh View Rest. Ở tại đây thì các bạn sẽ chọn tính năng đó là Yes cho mình, hoặc là các bạn có thể bấm phím xuống. Có thấy hai tính năng, đó là tính năng con của nó là Yes hoặc No. Tại đây các bạn phải là chọn Yes hoặc là bấm chữ Y vào cái ô bên trên này, các bạn ấn cách. Và tại đây thì nó hỏi chúng ta đó là các bạn hãy nhập cái giá trị độ mịn của đường tròn. Các bạn cứ hiểu nôm na là như vậy. Thì cái độ mịn đường tròn nếu như các bạn để thông số hiện tại nó đang là 1000 thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là nó sẽ bị trở biến thành hình đa giác sau một cái khoảng thời gian làm việc. Và cái thông số cao nhất của nó ở đây các bạn có thể thấy đó là 20000, thì bạn hãy thiết lập cho mình lên thông số cao nhất đó là 20000, các bạn nhập vào cái dòng. Sau khi nhập xong các bạn ấn cách thì tại đây thì hoàn toàn là những cái hình các bạn vẽ ra nó hoàn toàn nó đã được mịn. Hoặc ở đây mình có thể là sử dụng luôn một cái thông số tiếp theo. Mình thực hiện lại với các bạn. Khi mà chúng ta để với cái giá trị thấp như 1000 thì nó sẽ như thế nào? Ở đây mình sẽ vẽ lại một hình tròn. Và ngay sau khi mà chúng ta gõ cái lệnh View Rest, các bạn ấn Enter, chọn Yes, thì tại đây các bạn nhập lên cái giá trị đó là 20000, các bạn ấn cách. Thì ngay lập tức thì cái hình tròn này nó cũng đã được mịn trở lại. Và đây chính là cái cách mà các bạn sẽ đưa cái hình tròn nó về cái dạng đó là có cái giá trị hiển thị cao nhất.
thì các bạn sẽ tránh phải cái trường hợp đó là sử dụng nhiều lần cái lệnh RE. Vậy thì đây là cái lệnh tắt, thì còn nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu cái đường dẫn của nó thì mình có thể là đi theo cái đường dẫn như sau. Đó là trong bảng OP Option. Tại đây các bạn sẽ nhấp Enter, và chính là trong cái tab Display hiển thị. Tab Display thông số đó là Resolution. Thì tại đây các bạn có thể là nhập vào 20.000, chính là cái thông số vừa rồi mình nhập vào, hoặc là nhập 1.000 thì các bạn có thể là nhập ở trong cái bảng này, hoặc là nhập bằng lệnh. Vâng, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn hai cái cách khắc phục cái hiện tượng đó là cái đường tròn nó bị co méo thành một cái hình đa giác. Và hy vọng là các bạn có thể là sử dụng hai cái cách này để xử lý trong cái những cái tình huống khi các bạn làm việc. Chúc các bạn sẽ sử dụng phần mềm AutoCAD thật là tốt. Xin chào tất cả các bạn.